Hey, yo, hello và xin chào tất cả mọi người, những người đã quay những người sẽ bay và những người không bao giờ quên. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Studio Vlog với lịch tôi, Tâm Kinh sau đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với tựa game Doors. Thì sau một khoảng thời gian chơi cái tựa game này thì đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra là ở trong cái tựa game này nó có những cái thành tựu như thế này và như thế này. Thành tựu này các bạn có thể hiểu nôm na là các bạn sẽ dùng thánh giá và tương vỡ mờ bất kỳ con thực thể nào cũng tấn công các bạn thôi. Và tôi nghĩ là cái thử thách này nó cũng khá là hấp dẫn và cũng có khá là nhiều bạn đặt ra trên kênh cho mình giống như thế này. Ok, và để chiều lòng các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ thử thách bắt tất cả các thực thể ở trong Doors bằng thánh giá. Khoan, trước khi bắt đầu, nếu như bạn nào đã lỡ đi ngang qua bắt cục đá test gặp mặt vào cái video này, các bạn đừng quên để lại một like, một share và subscribe cho kênh YouTube của Zero Vlog. Bởi vì những điều đó rất là nhỏ nhặt và rất là miễn phí đối với các bạn, nhưng nó lại là cái nguồn động lực rất lớn để Dục có thể làm nhiều video hay hơn cho các bạn cùng xem nữa nha. Và đặc biệt nè, nếu như bạn nào có bất kỳ thử thách hay bất kỳ tựa game nào mà các bạn muốn luôn chơi trong Roblox, đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có video vui vẻ. Let's go. Dùng thánh giá để bắt tất cả các thực thể trong Doors thì nó khá là dễ anh em ạ. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là giá đâu. Thì ở trong Doors này thì tôi biết được là ba cách để có thể lấy được thánh giá các bạn ạ. Cách đầu tiên là mua ở cửa hàng của Zep, và cách này hầu như là cái cách mà đơn giản nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái chìa khóa hình đầu lâu như thế này để chúng ta có thể mở khóa tất cả cánh cửa hình đầu lâu để chúng ta lấy được những cái mảnh của tụi nó. Nhưng mà hầu như thì cái cách thứ hai này tôi chưa bao giờ tôi làm được, chưa bao giờ tôi kiếm được cái cửa đầu lâu luôn nên quá chửi thì cái chứ. Và cái cách thứ ba mà cái cách mà mình nghe truyền miệng rất là nhiều nhưng mà mình chưa bao giờ mình làm được luôn, đó chính là nhặt được thánh giá dưới đất. Rồi ông nào mà nhặt được thánh giá dưới đất chắc là nhân phẩm tối thượng. Tôi hy vọng là trong video ngày hôm nay thì tôi có thể hên tôi nhặt được cái thánh giá, hoặc là tôi có thể kiếm được những cái cửa để ghép cái thánh giá lại. Tại vì nếu như để bắt tất cả các thực thể ở trong Doors mà chúng ta phải đi tới phòng 50 ấy để mua cái cây thánh giá ấy, thì tôi nghĩ là cái thời gian để tôi quay cái video này là nó lâu quải chưởng luôn á các bạn. Ở đây đề phòng trường hợp xấu nhất thì bây giờ tôi phải vừa đi để tôi vừa kiếm tiền anh em ạ. Một người nông dân chăm chỉ, oh my god. Thì tôi khi mà đi qua 50 cửa đo đầu tiên này thì tôi đã quá quen thuộc rồi anh em ơi, tôi không có còn gì phải ngán nó nữa. Cửa 100 bây giờ đối với tôi cũng đơn giản lắm mà, tôi chỉ muốn kiếm một cái gì nó khó hơn để thử thách mình thôi. Thì tôi có lướt vòng vòng ở trong cộng đồng của Doors thì tôi mới biết được là có rất là nhiều bản mod của Doors, nhưng mà tôi không có biết cách mod vô á. Anh em nào biết cách mod mấy cái mod đó anh em để lại bình luận phía bên dưới chỉ tôi với nha, tại vì tôi cũng chơi lắm anh em ạ. Biết là nó khó đó, biết là nó bị hù đó, biết là sẽ có những pha gọi là tim nhảy ra ngoài đó, nhưng mà mình chơi mình phải khó hơn chứ đúng không? Zack. Thực thể này là cái thực thể mà tôi chưa bao giờ tôi gặp luôn nè. Oh my god. Yeah, boy. Nghe bảo đâu là rác là chúng ta chỉ có thể mở tủ để chúng ta thấy được anh ta thôi. Rồi tôi không biết là cái tủ nào cơ. Tủ này có không? Ờ tất nhiên là không rồi anh em ạ. Ok, cái phòng này nó cũng không có một cái cửa đầu lâu nào luôn anh em, quái cả trưởng này. Số tủ đen vậy các bạn ơi, đi không bao giờ gặp được cửa đầu lâu nha. Never luôn á. Có anh em nào mà đi trong Doors mà anh em gặp được mấy cửa đầu lâu để lấy được mấy cái mảnh của thánh giá chưa thì anh em để lại bình luận phía bên dưới giúp tôi nha. Và cái cách nào để có thể tìm được mấy cửa đầu lâu đó vậy anh em? Thì mấy bữa tôi quay video quá, có nhiều anh em cứ kêu tôi là để cái giọng chói quá với cả là nói nhanh quá, hay là kiểu anh em nghe anh em la hét nhiều quá anh em không có thích. Hôm nay tôi thử tôi tắt cái loa fix đi để coi anh em có thấy anh em có thích tôi quay cái kiểu này không, tại tôi thấy tôi quay cái kiểu kia nó cũng vui nhưng mà kiểu anh em không có thích á, anh em cứ kiểu vô anh em chửi tôi hoài. Đây căn bản là khi mà tôi để cái giọng thật này của tôi á, nó nghe nó đục lọt lắm các bạn ạ. Nó trầm không ra trầm, nó cao không ra cao á. Đây là tôi phải đẩy cái giọng của tôi lên bằng phần mềm chỉnh giọng loa fix. Oh mở ra à, mình dùng thuốc rồi rất là nhiều này. Và tôi cảm thấy là kiểu quay như kia thì nó sẽ kiểu la hét, kiểu nó vui vui á. Chứ không hiểu sao anh em không thích luôn. Nhưng mà ok, không sao, anh em không thích thì tôi sẽ tắt loa fix đi vậy. 13 và hiện tại là chúng ta vẫn chưa thấy một cánh cửa đầu lâu nào anh em ạ. Ủa, những nhân vật này là ai vậy? Nhưng mà không quan trọng anh em ạ. Bây giờ cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải cố gắng để đi kiếm được cái đánh giá nè. Oh shit. Ai thế, có con Rust anh em à, hồi nãy tôi quên đếm số phòng. Nhưng mà cái hộp quạt này tôi lấy đâu ra nhỉ? Ước gì đò nó cho bán mấy cái cây thánh giá bằng đô la thần trưởng nha. Tôi nạp Robux vô tôi mua hết luôn anh. Bắt cho nó dễ. Trời ơi. Bây giờ mà đi tìm từng cây thánh giá xong mà đi tới cửa 50 để mua thánh giá thì nó cũng phải gọi là quái trưởng luôn á các bạn.
Quái trưởng thì nó nằm cái phòng cuối cùng luôn à. Rồi tốn hết vài phút cuộc đời của mình. Bây giờ mà tôi có đánh giá tôi bắt con Rush liền luôn á anh em. Con Rush là một trong những con mà dễ bắt nhất ở trong Dodge luôn á. Tại vì đi phòng nào cũng gặp nó hết trơn á. Tỷ lệ gặp nó ra cao quái trưởng luôn á. Lô cửa đầu lâu 25, 26, thứ 26 mà tại sao là không có cửa đầu lâu nhỉ? Cay thế. À luôn anh em mà nhân phẩm kiểu bằng không luôn á. Nhân phẩm trời đánh nè em ơi. Có anh em nào biết cách để có thể kiếm được cửa đầu lâu anh em để lại bình luận phía dưới nha. Nhưng mà nãy giờ anh em cũng thấy rồi đó. Cái nhân phẩm của tôi hầu như là nó thú quắc luôn á quầy. Không thấy một cái cửa đầu lâu nào luôn á. Hiện tại tôi đang ở cửa thứ 30 rồi nè, nhưng mà vẫn chưa có cái đầu lâu nào. Ông ấy ví dụ như giờ mình không có cửa đầu lâu á. Rồi mình cho đỡ cái thánh giá giữa cái sàn được không? Để mình lụm lên cho nó nhanh chứ lâu quá à. Đi đúng lâu luôn á. 31. Rớt không phải shit, rớt. Sao rớt đi chậm quá ta? Ủa bình thường tầm này là tôi gặp con shit rồi nè. Phải không? Ừ bình thường là phòng này tôi gặp shit rồi mà. 26. Có cái đèn cày bên kia kìa, tôi sẽ đi lấy cái đèn cày nè. Ôi, chưa gặp shit luôn. Shit đâu? Ủa? À đây rồi. Rồi bình thường là đi tới phòng 30 là gặp rồi anh em ơi. Bây giờ đi tới tận phòng 30 mấy 40 luôn nè. 40 mới gặp. Giờ tôi chạy con shit này tôi chạy khá là quen rồi anh em ơi. Tôi không có bị lú nữa. Hồi đầu lúc mà mới chơi bị lú lắm. Giờ quen rồi, giờ đi riết á, giờ kiểu anh em hành biết rồi là cửa 42 nè. Chuẩn bị lấy thánh giá tiêu diệt con đầu tiên thôi quẩy chuẩn rồi. Đi nãy giờ mới tiêu diệt được con đầu tiên. Ngồi đứng. Ngồi đứng. 3 4 5 6. Let's go. 48 nè. Rồi bây giờ đi qua tới phòng 50 luôn rồi. Thánh giá gì nữa các bạn? Mình trưởng thiệt. Một cái thánh giá, một cái thánh giá. Nha, lần chạy đầu tiên này mình chỉ tiêu diệt được có một con. Sao đèn nó chớp vậy? Cái đo phòng 50 này tôi cảm thấy nó dễ hơn đó các bạn. Hồi xưa tôi chơi á là cái lần đầu mà tôi biết đến đo á là tôi chơi với mẹ Simi á. Lúc đó là tôi chưa có kiểu quay video về Roblox đâu. Là lúc đó tôi chơi á là lên tới phòng 50 nè là kiếm sách mệt lắm luôn á các bạn. Nó không có mấy cái tiếng kêu để anh em nhận biết được là sách đang ở gần đâu. Bây giờ cứ tới gần sách là anh em sẽ nghe cái tiếng mà kiểu tiếng chuông gió á, nên là nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Được 7 cuốn rồi nè các bạn ơi. Kệ 7 cuốn đi luôn ha. Không. Không 7 4 8. Ok 0 7 4 8 anh em ơi, số cuối chắc mò đi ha. Rồi vô. 0 7 4 8. 0 7 4 8. Ok, let's go. Rồi, qua tới phòng 52, có bán thánh giá không? Rồi luôn á bạn ơi, nó không có bán thánh giá rồi. Rồi nó đen. Rồi đen lắm luôn á. Đen thật sự luôn á go. Anh em thấy cái sự đen đuổi của tôi chưa? Anh em thấy cái sự đen đuổi của tôi chưa? Này đen thiệt luôn á các bạn, chứ không phải đen giỡn đâu. Trời ơi. Không có thánh giá rồi. Tại giờ cửa hàng cụ dép á là không phải lúc nào nó cũng bán thánh giá đâu anh em. Có vẻ là tôi sẽ không mở cái cửa đầu lâu rồi đâu. Tôi mở cửa đầu lâu để tôi lấy thánh giá rồi. Trời ơi. Không thánh giá rồi.
Thôi không phải tự nhiên mà tôi nói với các bạn là cái thử thách mà cầm thánh giá đi tiêu diệt tất cả các thực thể trong đo đối với tôi nó khó rồi nè. Cả nhân phẩm của tôi nó như shit đó, thật sự luôn á. Còn cái thánh giá sao hoàn thành thử thách trời. Nhưng... Ôi. Tôi muốn dùng thánh giá tôi bắt con Ambus lắm luôn á. Tại vì cái con đó là cái con tôi ghét nhất. Nhưng mà không có thánh giá. Trời ơi. Thánh giá ơi, mày đang đâu vậy? Chị ngồi đây. Xùi quá. 89 nè. Rồi mình gần đi tới phòng 100 luôn rồi. Chưa có cái thánh giá. Chưa ứng với em. Thời luôn á, chưa bao giờ tôi đi tôi gặp được cửa đầu lâu luôn á. Tôi ngó nghiêng tập đụng hết trơn á, không bao giờ gặp được cửa đầu lâu nha. Cay vậy trưởng. Tôi biết rồi. Cái gì thằng ơi, cái gì bắt được tôi thằng ơi. Ui ui, giật mình. Hồi xưa đi từ phòng 90 tới phòng 100 này còn rén chứ giờ hết rén rồi nè. Giờ kiểu quen rồi. Giờ kiểu như là người từng trải rồi các bạn, là nó không còn sợ với hồi xưa. Thấy không? Đi phát tới phòng 100 luôn, easy. Rồi ok, giờ xử lý cái phòng 100 này. Tôi sẽ gửi cái chìa khóa này lại xuống dưới cái đồ voi vậy nè. Let's go, đua nào. Vô. Oh my god. Ủa, giờ figure đang bị lắc hay gì vậy? Oh shit. Ủa, cái đó khu vực an toàn mà anh em, what the hell. Ủa, tôi nói rồi, nhân phẩm tôi xui lắm, em không tin. Nói rồi. Lần 2 các bạn ạ. Nhưng mà lần này mình sẽ không còn cái chìa khóa nào lâu. Trời ơi. A few moments later. Đây rồi, thánh giá đây rồi. Trên YouTube mình thấy kiểu nhiều người dùng cái thánh giá này với lại con sếp, với lại con goblin này, đây là con boss nữa, nhưng mà sao tôi dùng không được hả? Ê vô, hãy về với đất mẹ đi. Ê. Ok, là hiện tại là mình đã có một cái thánh giá này nè. Bây giờ là mình có thể trừ khử được một thể rồi. Thôi xác ông ta. Bây giờ tôi chắc tôi đi tìm xác quá. Ok các bạn, mình sẽ không dùng cái thánh giá này để bắt con fix vợ với con shit. Tại vì hai con đó khá là dễ. Trước là tôi có dùng thánh giá để tôi bắt được con hôn, cái con mà hành lang ấy vậy. Nhưng mà cái quả đó tôi đi lố á, là nó bị bắt sau lưng tôi chưa kịp tìm gì hết. Cay thật sự. Oh, hình như là tôi quên mua chìa khóa rồi. Chìa khóa để mở cái phòng này nè. Mua chìa khóa. Chuẩn bị tới phòng 85 rồi anh em ạ. Chuẩn bị một là gặp Hon, hai là gặp Oh shit, người ta sao lại gặp Red.
Ủa, tôi nghĩ là đáng ra là phòng này phải gặp Hon hoặc là Ambus chứ ta. Tại sao lại là con rết chạy qua vậy? Alo. What the hell? Rồi, Hon em ơi. Quả đèn nhấp nháy như này là chưa có Hon thôi. Let's go. Ủa? Ủa cái gì vậy bà nội? Tôi chuẩn bị đánh giá tôi bắt bà luôn á. Tôi chuẩn bị đánh giá tôi bắt bà luôn á trời. What the hell? À, để bị lỗi anh em ơi, trời ơi. Để bị lỗi đúng không? Để nó dịch chuyển tôi vô cái phòng của Hon nhưng mà tôi lại thấy là cái phòng 90. What the hell? Ấy thiệt. Mấy cái gai này cũng là thực thể nè, mình dùng cái này mình bắt tụi nó thử ơi. Bác không được, em xin lỗi. Ông nào bảo mấy cái gai đó là thực thể đây đây. Trời ơi, bác có được đâu. Ui, con số 2. Ôi, từ phòng 90 này tới phòng 100 này nó hay có cái quả trò gọi là đi hai con rết một lúc lắm các bạn ạ. Chuẩn lắm. Ok, bây giờ phòng 98, 99 đây nè. Xong rồi, giờ coi như xong game rồi đấy. Ôi, hy vọng là con figure nó không bị lắc giống nãy nữa anh em. Nó bị lắc rồi bó tay luôn á. Rồi, nó bị lắc. Về tôi nghe tiếng gọi của con tim rồi này. Tôi nghe tiếng gọi của mấy cái cục pin rồi. Yo. Đùa thôi, let's go. Số này mày. Số đây. Yes sir, chạy thôi. Ủa, trong đây có con cây vậy? Ôi, như nó lắc nữa bạn ơi. Hình như con figure bị lắc nữa rồi, What the hell? Trời đậu. Ê, nó lắc vậy sao chơi ba. Hình như đi lại bình thường rồi. Đây là tôi thấy đi lại bình thường, lắc vô cái phòng này nha má. Ok, đi xuống dưới rồi nè bạn. Đi xuống dưới rồi. Ê, sao hai phát rồi nó toàn bị lắc ở cái phòng này á anh em? Nó bị gì vậy ta? Game lỗi hay là do hôm nay bị lắc ta? Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ lưu lại cái đánh giá. Nãy gặp con Hon nhưng mà không dùng được đánh giá, cày vãi. Ê, cái này giống như kiểu là tôi đang thử thách bắt tất cả các thực thể trong đo nhưng mà tụi nó né tôi á các bạn. Tụi nó né tôi, tụi nó không cho tôi bắt đó mấy bà. Hồi nãy con Hon em thấy không? Tôi định dùng thánh giá tôi bắt đó nhưng mà tự nhiên nó né đây mà quấy trưởng thì. Tôi cầm thánh giá lên cũng con Ambus cũng không xuất hiện luôn, quấy trưởng. Nên thực thể trong này đang né tôi rồi. Rồi bây giờ chắc là rush nhanh rồi anh em ơi. 2 7 4 3 9 10 5 vô quả cuối nào. 5 6 7 2 3. Ôi tôi bấm bừa anh em. Đùa.
Sao mà dí được tao? Sao mà dí được? Sao mà đỡ được? Trời ơi, sao mà đỡ được anh em ơi? Ờ, nhưng mà hôm nay tôi chơi hai ván rồi, tụi nó né tôi không à anh em ạ? Tụi nó né tôi không à? Nãy giờ tôi quay chắc là cũng khoảng là một tiếng rồi đó. Mà mấy con hon nữa né tôi, mấy con thực thể trong đo này nó né tôi rồi. Phải trưởng chịu rồi. Cỡ né tôi chịu rồi, không biết làm gì hơn luôn á. Không bắt được, thật sự né chịu. Ok các bạn ạ, à, thì hiện tại là mình đã hoàn thành xong được hai ván đo rồi. Nhưng mà mình không có bắt được con thực thể nào hết. Tại vì tụi nó né tôi anh em ơi. À, ván đầu tiên á thì tụi nó không cho tôi cây thánh giá, nó không bán cho tôi cây thánh giá. Cái ván thứ hai á thì tôi cầm cây thánh giá lên thì tụi nó né, không gặp Ambus. Gặp hon thì hon nó chạy mất dép rồi, phải thiệt. Ok thôi, nói chung là video ngày hôm nay tôi thất bại rồi anh em ơi. Tụi nó né thôi tôi chịu rồi, tôi không biết làm sao luôn á. Tôi sẽ cố gắng tôi bắt hết tất cả tụi nó trong một ngày gần nhất cho anh em coi ha. Còn bây giờ thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye. Bộ sưu tập Zero Crazy Wolf, áo sweater với thiết kế đột phá, khẩu trang in logo nổi bật, thẻ bài Zero Crazy Limited. Truy cập ngay shop hero.vn hoặc liên hệ hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.